Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ tư, ngày 2 tháng 10 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ban tổ chức Trung ương quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác tổ chức cán bộ. Diễn đàn hợp tác liên kết và phát triển doanh nghiệp khu vực phía Bắc tổ chức tại Hưng Yên giúp cho các doanh nghiệp tìm cơ hội để sản xuất kinh doanh. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ lãi suất cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Chiều nay, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai các văn bản mới về công tác xây dựng Đảng và giao ban công tác quý 3 năm 2024. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Hội nghị quán triệt triển khai các văn bản mới của Trung ương gồm hướng dẫn số 27 ngày 26 tháng 8 năm 2024 của Ban tổ chức Trung ương về một số nội dung thực hiện chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Quy định số 115 ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Quy định số 143 ngày 3 tháng 5 năm 2024 của Ban Bí thư về ban hành quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện. Quy định số 142 ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Bộ Chính trị thí điểm giao quyền trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ. Trong quý 3, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 14 của Đảng, tham mưu hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14 của Đảng, Ban chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tham mưu quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư, rà soát giới thiệu bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa 14 cũng như Ban chấp hành Ban thường vụ cấp ủy, các chức danh chủ chốt các cấp. Nhiệm vụ quý tư sẽ tập trung tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm, công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Phát biểu tại điểm cầu của tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, trong thời gian tới, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh tập trung tham mưu chỉ đạo thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2024-2025 và tích cực chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng cho công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, rà soát công tác quy hoạch cán bộ. Có mấy việc các đồng chí cần phải thực hiện theo cái chỉ đạo này. Cái thứ nhất là thực hiện cái việc rà soát để xem xét bổ sung, thì trong đấy thì ưu tiên là bổ sung cho những các đối tượng thuộc cái cơ cấu quan tâm đến cái đối tượng trẻ có năng lực và kết quả nổi trội, rồi nữ giới, rồi trong các cái lực lượng vũ trang phải đảm bảo là những người mà có cái cơ hội để xem xét được vào tham gia vào cấp ủy thì đương nhiên rồi, ban thường vụ cấp ủy thì các đồng chí cũng quan tâm đến cái chỗ này để khi có tình huống xảy ra thì chúng ta không bị động bất ngờ hụt hẫng về vấn đề quy hoạch. Đối với đại hội chi bộ ở cơ sở thì các đồng chí đưa sát vào cái kỳ đại hội đảng bộ các cấp. Cái thứ hai nữa là thống nhất kỳ đại hội chi bộ ở cơ sở với cái kỳ mà bầu trưởng thôn. Mỗi địa phương còn một số cơ sở là ta chưa khớp, cho nên ta kéo nó về cho nó khớp để khi tiến hành đại hội đảng bộ các cấp đã bao gồm cả chi bộ đi lên. Thưa quý vị các bạn, vào tối qua và sáng nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và sự kiện Ngày hội kết nối giao thương, Diễn đàn hợp tác liên kết và phát triển doanh nghiệp khu vực phía Bắc lần thứ 15. Đến tham dự các sự kiện có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo một số ban, sở, ngành địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp ở trung ương, địa phương, trong và ngoài nước. Đây là chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và 20 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên được thành lập ngày 27 tháng 10 năm 2004 với hơn 70 hội viên ban đầu. Đến nay, số hội viên đã tăng lên trên 1.500 hội viên đang sinh hoạt ở 10 hội doanh nghiệp, các huyện, thị xã, thành phố và 8 hộ ngành nghề làng nghề. Trải qua 20 năm, ngoài kết quả về công tác xây dựng tổ chức phát triển hội viên, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh còn đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, tập huấn quản trị doanh nghiệp. Các hội viên tích cực tham gia các phong trào từ thiện nhân đạo. Kết quả này là cơ sở để Hiệp hội đẩy mạnh các hoạt động đi vào chiều sâu hơn nữa cho các doanh nghiệp hội viên.
trong thời gian tới Hiệp hội tiếp tục phát huy những cái thành quả đã đạt được và cần phải làm tốt hơn nữa các cái hoạt động để mang lại những cái hiệu quả thiết thực có chiều sâu hơn nữa cho các cái doanh nghiệp hội viên. Và đặc biệt là chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm những cái chương trình hợp tác hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ của các nước. Một trong những sự kiện được đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quan tâm tại chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, đó là Ngày hội Kết nối Giao thương. Đây là hoạt động ý nghĩa được nhiều doanh nghiệp quan tâm chờ đợi vì thông qua đây doanh nghiệp sẽ kết nối với các bạn hàng đối tác để mở rộng sản xuất kinh doanh. Tôi rất là mong muốn được kết nối với các doanh nghiệp trên toàn quốc. Cái thứ hai là cũng muốn được nhìn rõ cái chính sách kêu gọi đầu tư của tỉnh Hưng Yên cho các doanh nghiệp từ tỉnh khác hoặc là những cái đơn vị khác về đây ạ. Chúng tôi cũng rất là mong muốn những sự kiện giống như sự kiện này thì sẽ được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các Hiệp hội Doanh nghiệp của các tỉnh bạn và có nhiều những cái chuỗi hoạt động để chúng tôi quảng bá được cái sản phẩm. Đầu tiên là mong muốn là được học hỏi, giao lưu với lại tất cả các doanh nghiệp ở phía này. Và sau đấy là kết nối giao thương và chia sẻ cơ hội hợp tác với các đơn vị. Tại sự kiện Diễn đàn Hợp tác Liên kết và Phát triển Doanh nghiệp khu vực phía Bắc lần thứ 15 với chủ đề Chung sức đồng lòng hợp tác hướng tới kỷ nguyên mới, thu hút hơn 300 đại biểu doanh nghiệp đến từ các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Đây là lần thứ hai diễn đàn được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên đăng cai tổ chức. Thông qua diễn đàn, các chuyên gia doanh nghiệp cùng thảo luận, trao đổi, tìm giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Những đề xuất kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp tại diễn đàn sẽ được tổng hợp báo cáo gửi các bộ ngành liên quan, góp phần hoàn thiện thể chế, môi trường đầu tư kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp nhằm mục đích thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Chiều nay, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNEID trên toàn quốc. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hiện nay Bộ Y tế đã tạo lập hơn 32 triệu dữ liệu sổ sức khỏe điện tử cho người dân và đồng bộ liên thông qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tích hợp vào VNEID. Về việc triển khai kiosk y tế miễn phí có tích hợp số sức khỏe điện tử, Bộ Công an đã phối hợp với các doanh nghiệp ngân hàng HD Bank cam kết triển khai hệ thống kiosk y tế miễn phí với số lượng tối thiểu 1.001 kiosk y tế. Đến nay đã có 44 trên 63 tỉnh thành phố đăng ký triển khai với 217 kiosk y tế. Sau hơn 4 tháng triển khai, cấp phiếu lý lịch tư pháp thí điểm tại thành phố Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hơn 50.000 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID. Ước tính khi thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID sẽ tiết kiệm khoảng 400 tỷ đồng cho người dân và xã hội. Tỉnh Hưng Yên hiện có 100% cơ sở khám chữa bệnh công lập có thể sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh. Các cơ sở y tế đã thực hiện liên thông dữ liệu về giấy khám sức khỏe lái xe, chứng sinh, giấy báo tử lên cổng giám định bảo hiểm y tế để phục vụ dịch vụ công. Về công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp và xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2024, Sở Tư pháp đã gửi Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia trên 18.000 bản lý lịch tư pháp và trên 70.000 thông tin lý lịch tư pháp bổ sung điện tử. Năm 2024, tỉnh Hưng Yên phấn đấu thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp đạt tối thiểu 1 tỷ đô la Mỹ từ các nhà đầu tư thứ cấp. Đến nay sau 9 tháng đã đạt trên 80% mục tiêu này. Trong 9 tháng, các khu công nghiệp ở Hưng Yên có tổng vốn đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng thêm tương đương gần 930 triệu đô la Mỹ, trong đó tiếp nhận một dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp với vốn đăng ký trên 3.000 tỷ đồng, tiếp nhận 57 dự án đầu tư thứ cấp mới, điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 39 dự án với tổng vốn hơn 800 triệu đô la Mỹ, gấp gần 1,3 lần về vốn đầu tư và hơn 1,1 lần về số lượng dự án so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế đến nay, trong các khu công nghiệp có hơn 600 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký tương đương với 8,6 tỷ đô la Mỹ. Tổng diện tích đất đã cho thuê lại gần 1.300 ha. Tỷ lệ lấp đầy khoảng 56,54%. Trong 9 tháng có thêm 28 dự án đầu tư mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đạt 93% kế hoạch năm. Tổng vốn đầu tư thực hiện của các dự án đạt gần 400 triệu đô la Mỹ và trên 3.800 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho khoảng 2.500 lao động, đạt 100% kế hoạch năm.
Chỉ còn khoảng 4 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2025. Hiện là thời điểm quan trọng để các hộ trồng quất cảnh tại xã Miễn Sở, huyện Văn Giang làm những công đoạn như gò tán, tạo thế, kích lộc. Tuy nhiên cơn bão số 3 và trận ngập lụt lịch sử vừa qua đã làm thiệt hại nặng nề. Hiện nông dân tại đây đang nỗ lực khôi phục quất cảnh. Gia đình bà Lệ là một trong những hộ bị thiệt hại lớn tại thôn Hoàng Trạch. Bà có gần 2.000 đầu cây quất lu, quất lọ, quất thế. Ước tính thiệt hại khoảng 60%. Cây gãy thế, cây mất tán, mất lộc và nhiều cây có thể không khôi phục nổi. Hiện bà Lệ đã phục hồi cơ bản diện tích trồng quất của gia đình mình. Khoảng độ 20 ngày lại đi dọn cả cành với cả tỉa lọc các thứ là tỉa quả, nó rất là mất nhiều công chăm sóc, kích rễ rồi là thuốc chống thối các thứ là đụng rồi tưới vào cây rồi đánh là để nó hồi phục cây là rất là khó khăn. Chỗ mất này là thì là vít lại xuống xong là cũng khắc phục được một phần ở đấy. Cũng như bà Lệ, hộ của bà Đinh Thị Trâm bị thiệt hại ước khoảng 50% diện tích trồng quất cảnh. Bằng những biện pháp kịp thời như chăm bón phân hữu cơ, đánh quất lên chỗ cao, hiện vườn quất của bà đã cơ bản được phục hồi, dù mẫu mã không thể đẹp như mọi năm. Mình vít lại cái cây nó bọn nó bị đổ ra, nó nỏng cái rễ đấy, mình phải đi chằng buộc lại và mình sẽ phải tưới cái loại kích rễ, mình đảm bảo để lại cái bộ rễ của mình cho nó được ổn định. Cũng mong là nhà nước hỗ trợ để cho dân chúng tôi được vay với giá lãi suất nó thấp, có vốn để đầu tư ra ruộng. Đợt thiên tai vừa qua đã để lại hậu quả nặng nề, đặc biệt đối với người nông dân trồng quất cảnh tại xã Mỹ Sở. Toàn xã có trên 170 ha diện tích trồng quất cảnh tại các thôn Phú Thị, Nhạn Tháp, Hoàng Trạch. Trong đó, ước gần 40 ha diện tích ngoài bãi sông Hồng. Sau khi nước rút bị thối rễ và không còn khả năng khôi phục, hiện chính quyền xã đang nỗ lực cùng người dân khôi phục vùng sản xuất cây cảnh và có những giải pháp hỗ trợ nông dân. Vận động tuyên truyền nhân dân trên địa bàn toàn xã tập trung tự khắc phục. Bên cạnh đó cũng đề nghị các cấp các ngành, các tổ chức chính trị xã hội như hội nông dân, hội phụ nữ ý kiến với các ngân hàng chính sách quan tâm và giảm lãi suất cho bà con nhân dân và xây dựng phục hồi lại vốn để sản xuất phục vụ cho các năm tiếp theo. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, phần lớn thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 là các hộ sản xuất nông nghiệp. Vì vậy đến nay, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai các giải pháp tín dụng ngân hàng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng từ mùng 6 tháng 9 năm 2024 đến hết năm 2024. Tại Agribank chi nhánh Hưng Yên 2 đã có trên 1.500 khách hàng bị ảnh hưởng, trong đó đáng chú ý là huyện Văn Giang có trên 1.350 khách hàng với dư nợ trên 660 tỷ đồng. Đến nay chi nhánh đã thực hiện miễn giảm 0,5% lãi suất đối với trên 800 khách hàng bị ảnh hưởng với tổng số tiền trên 700 triệu đồng, đồng thời miễn giảm 100% lãi qua hạn, lãi chậm trả. Tùy theo mức độ thiệt hại, đối tượng, khách hàng có thể điều chỉnh mức giảm lãi suất cho vay cao hơn mức quy định này, nhưng tối đa không quá 2% trên năm. Agribank chi nhánh Hưng Yên 2 đã chủ động rà soát các khách hàng đang vay vốn tại chi nhánh để thực hiện các biện pháp như là cơ cấu lại thời hạn trả nợ và miễn giảm lãi cho khách hàng. Đối với khách hàng vay hiện hữu thì chúng tôi có thể chủ động điều chỉnh miễn giảm là 0,5% trên năm đối với các khoản vay. Tại Agribank chi nhánh tỉnh Hưng Yên đã có 165 khách hàng bị ảnh hưởng với vốn vay trên 880 tỷ đồng. Trong đó, đối với dư nợ hiện hữu, chi nhánh hỗ trợ giảm 0,5% đến 2% trên năm lãi suất cho vay, miễn giảm 100% lãi quá hạn, lãi chậm trả. Tinh thần của Ngân hàng Nông nghiệp chúng tôi ấy thì khi hỗ trợ bà con làm sao đấy là nó đơn giản nhất và nó nhanh nhất. Bởi vì khi cơn bão đi qua thì cái thiệt hại tức là chúng ta đã nhìn thấy là nó rất là rõ ràng. Đấy cho nên là Ngân hàng Nông nghiệp chỉ cần tức là một cái ban hành một cái mẫu cái biên bản tức là xác nhận cái thiệt hại. Đấy thì tức là chúng tôi đã giao cho 100% tức là các cái cán bộ tín dụng ở tất cả các chi nhánh dưới huyện và tức là trên tỉnh này là sẽ đến gặp bà con nhân dân và cũng như khách hàng vay vốn là bị thiệt hại do bão thì xác nhận hay là lập cái biên bản tức là xác nhận cái thiệt hại về tức là trên cơ sở đấy là chúng tôi sẽ tiến hành tức là hỗ trợ khách hàng. Đối với khoản vay mới của những khách hàng bị thiệt hại phát sinh từ ngày 6 tháng 9 đến hết năm 2024 sẽ được các chi nhánh Agribank giảm 0,5% trên năm lãi suất cho vay theo từng đối tượng, lĩnh vực. Trong thời gian tối đa 6 tháng kể từ ngày giải ngân, không áp dụng giảm lãi suất đối với các khoản vay cầm cố, giấy tờ có giá. Qua đó, góp phần hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa chi phí, có thêm nguồn lực để sớm vượt qua khó khăn, tái thiết sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống. Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2024, sau khi đánh giá sơ bộ kết quả chấm điểm 9 tháng đầu năm,
Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ trong nội bộ cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực được phân công, đảm bảo chất lượng tiến độ theo yêu cầu. Về cải cách thủ tục hành chính, trách nhiệm người đứng đầu được nâng cao để quyết liệt chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là nhóm thủ tục hành chính dịch vụ công, liên thông để hạn chế hồ sơ quá hạn, đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, tăng cường hướng dẫn cán bộ người dân về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước gắn với cải cách chế độ công vụ. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương xem xét đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị hành chính cấp xã, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, tăng cường kiểm tra công vụ, rà soát, kiểm tra và tuyển dụng các chức danh cán bộ công chức theo quy định. Những năm qua, xác định công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục. Hội khuyến học tỉnh Hưng Yên đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân và phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành về công tác khuyến học. Hội khuyến học tỉnh đã chú trọng xây dựng các mô hình học tập thiết thực và hiệu quả như gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập. Trong gia đình, ông bà cha mẹ luôn khuyến khích động viên con cháu học tập tốt. Nhiều dòng họ xây dựng quỹ khuyến học, kịp thời khen thưởng biểu dương con cháu có thành tích cao trong học tập. Việc triển khai xây dựng các mô hình học tập đã nhận được sự đồng tình ủng hộ phối hợp của các tổ chức chính trị xã hội, các cấp hội khuyến học, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. Đến nay toàn tỉnh có trên 4.400 tổ chức hội với gần 320.000 hội viên, chiếm khoảng 20% dân số. Quỹ khuyến học toàn tỉnh đạt trên 45 tỷ đồng. Năm 2023, từ nguồn quỹ này, các cấp cơ sở hội đã khen thưởng và trao học bổng cho gần 1.500 học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Hội khuyến học tỉnh trao 100 suất học bổng tô hiệu cho học sinh nghèo vượt khó, trao thưởng 72 học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023-2024. Trong năm học vừa qua, em được là một trong những bạn học sinh đỗ đại học tiêu biểu của huyện Văn Lâm với số điểm 28,5 và đỗ vào trường Đại học Luật Hà Nội. Em cảm thấy rất vinh dự vì được các cấp lãnh đạo quan tâm và khen thưởng cho chúng em. Trong quý 3, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã phát hiện xử lý 57 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với số tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 8 tỷ đồng, tăng 4 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó có 4 vụ vi phạm hàng cấm, 43 vụ vi phạm về gian lận thương mại và 10 vụ hàng giả, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 7 tỷ 900 triệu đồng. Trong đó, số tiền vi phạm hành chính gần 500 triệu đồng, số tiền bán thanh lý tịch thu trên 7,4 tỷ đồng. Riêng trong tháng 9, lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện xử lý 19 vụ buôn bán gian lận thương mại và hàng giả với số tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 7,5 tỷ đồng. Qua đánh giá, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2024 và quý 3 năm 2024 đều đạt kết quả cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, kết quả bán thanh lý hàng tịch thu cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái do việc phối hợp giữa Cục Quản lý Thị trường và Công an tỉnh đã tổ chức bán đấu giá, tang vật tịch thu đạt giá trị rất cao. Các mặt hàng bị phát hiện và xử lý nhiều như thuốc lá điện tử, phụ tùng xe máy, xe đạp điện, quần áo, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Sáng qua, tại trại tạm giam công an đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tham dự buổi lễ có đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh. Lực lượng chức năng công bố các quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 12 phạm nhân tại trại tạm giam công an tỉnh. Trại tạm giam công an tỉnh hiện có 92 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và cải tạo tại phân trại quản lý phạm nhân. Các phạm nhân được đặc xá năm 2024 là những phạm nhân cải tạo tốt, quá trình chấp hành án không có sai phạm, có ý thức hướng thiện và kết quả thi đua rèn luyện đều xếp lại tốt. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.